lạy Chúa Thánh Thần là ân sáng chân lý vẹn toàn. Chúa ban những ân huệ thinh hồng cho từng thời đại và dùng nhiều cân thế kỳ diệu để hướng dẫn hội thánh. Này chúng con đang chung lời cầu nguyện cho các giám mục và những người tham dự thường hội đồng giám mục thế giới. Xin Chúa làm nên cuồng biển xuống mới trong đời sống hội thánh. Xin tuôn tràn trên các mục tử ơn khôn ngoan và thông hiểu. Xin giữ các ngài luôn hiệp thông với nhau trong Chúa, để các ngài cùng nhau tìm hiểu những điều em ý Chúa và hướng dẫn đoàn dân Chúa thường đi những điều Chúa truyền dạy. Càng giao phần Việt Nam chúng con luôn muốn cùng chung nhị bước với hội thánh hoàn vũ. Xin cho chúng con biên đồng cảm với nỗi thao thương của các mục tử trên toàn thế giới, ngày càng ý thương hơn về tình hiếm thông, thái độ tham gia và lòng nhiệt thành trong sự vụ của hội thánh. Nhờ lời chuyên cầu của Đức Trí Nữ Maria, Nữ Vương Thánh Công Đồ và là mẹ của hội thánh, chúng con dâng lời khấn cầu lên Chúa là Đấng hoàn đồng mọi nơi mọi thời trong sự hiểm thông với Chúa Cha và Chúa Con luôn mãi đến muôn muôn đời. Lạy Chúa Thánh Thần là ân sáng chân lý vẹn toàn. Chúa ban những ân huệ thinh hồng cho từng thời đại và dùng nhiều cân thế kỳ diệu để hướng dẫn hội thánh. Này chúng con đang chung lời cầu nguyện cho các giám mục và những người tham dự thường hội đồng giám mục thế giới. Xin Chúa làm nên cuồng biển xuống mới trong đời sống hội thánh. Xin tuôn tràn trên các mục tử ơn khôn ngoan và thông hiểu. Xin giữ các ngài luôn hiệp thông với nhau trong Chúa, để các ngài cùng nhau tìm hiểu những điều em ý Chúa và hướng dẫn đoàn dân Chúa thường đi những điều Chúa truyền dạy. Càng giao phần Việt Nam chúng con luôn muốn cùng chung nhị bước với hội thánh hoàn vũ. Xin cho chúng con biên đồng cảm với nỗi thao thương của các mục tử trên toàn thế giới, ngày càng ý thương hơn về tình hiếm thông, thái độ tham gia và lòng nhiệt thành trong sự vụ của hội thánh. Nhờ lời chuyên cầu của Đức Trí Nữ Maria, Nữ Vương Thánh Công Đồ và là mẹ của hội thánh, chúng con dâng lời khấn cầu lên Chúa là Đấng hoàn đồng mọi nơi mọi thời trong sự hiệp thông với Chúa Cha và Chúa Con luôn mãi đến.